subscribe to my channel Lubu Live Vlog. Và bây giờ Lubu đang đi chợ các bạn. Thì đây là chợ Tết, cho nên rất là đông ha, các bạn có thể nhìn thấy rất là đông người. Đó. Dưa hấu không hạt. Thì hiện tại bây giờ thì người ta đang luôn mua sắm rất là nhiều các bạn, cho nên là giá cả sẽ khá là mắc. Ơi, vô coi bí tít không? Hai cây, một cây thôi. Coi không? Bí tít không? Bí mai ơi. Mời vậy đi. Đó, người ta đi rất là nhiều ha các bạn. Để vô mà tập trung, mình đi chợ vô mình đừng có tập trung qua những cái thứ khác. Tonight market thủ vô một market. Đây nè, cái tay người ta xì ra nè. À, hàng đó là
6 tuổi, 5 rưỡi rồi ạ. 5-6 còn 5 rưỡi rồi. Dạ, em coi. Túi nhiều ngăn ha. Còn này là vừa ba lô luôn nè, vừa túi vừa ba lô luôn. Trăm sáu. Hàng quay tao đi. Coi chị dính cái tay này. Chứ tao quay quay gì trời. Vợ ơi, vợ em ngưng dẹp dẹp cho mấy chị chạy vô biết. Em nhờ sát đứng vô trong lan này có thể chạy vô. Cho chạy vô cái nhờ mấy bác. Ơn ừ, xin lỗi, xin lỗi. Cô giống thương mại. Thích cái vậy hả? Nhiều đồ thôi. Không. Nhìn giống cơm hùi thôi. Mà được á, tại cái dây nó hơi dài, thâu lên một xíu. Hả? Còn làm nó chạy mình nó chạy đi. Cái à. Cái mới bán cho bà. Được á, cái đó được hơn cái nãy á. 130 sáng giá rồi bé ơi, bán vốn tiền luôn rồi đó. Thôi đi tin đường tao mới bay. Nó là thôi. Nó là thôi xài chị đem xuất thì trả cho người ta hay chứ hơi đâu. Trời bớt 10 rồi đó. Dơ dữ mày. Ừ ơi chứ.